các bạn, để mình có thêm động lực làm những video mới cho các bạn xem đó nha. Các bạn, chỗ này là chỗ mũi ghe đó các bạn. Ghe rất đẹp luôn các bạn, rất là dài. Đây là cổng trước của chùa Công Phong Trop nha các bạn nhé. Đây là lối vào chùa nha các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay lại là mình đây, miền Tây Vlog. Hôm nay mình có mặt tại chùa Công Phong Trop nha các bạn, huyện Châu Thành. Bây giờ mình vô cái trong nhà ghe luôn nha các bạn. Ghe cũng đã lên hoa văn màu sắc rất là đẹp luôn các bạn. Ghe này là ghe mới đóng mới luôn nha các bạn nha. Đây bữa nay các người thợ chưa có làm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi review ghe cho các bạn xem nha. Bây giờ các bạn theo miền Tây Vlog để xem ghe như thế nào nha. Quá trời lẹ luôn. Ghe rất là đẹp luôn các bạn, hoa văn lên màu rất là sặc sỡ. Ghe này là ghe đóng mới luôn nha các bạn nha. Ghe chùa Phong Trop, huyện Châu Thành. Ghe rất là đẹp. Cần câu thì sơn màu xanh các bạn. Đây cái viền là hoa văn màu xanh lá vàng nha các bạn. Còn phía dưới thì chỉ có một lớp màu đen thôi các bạn nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Ghe này đóng mới nha các bạn. Đây là ở chỗ cái mũi ghe nha các bạn nha. Mũi ghe cũng sơn màu sắc là rất là sặc sỡ luôn các bạn, giống như lá cờ vậy. Đây là hoa văn nữa các bạn, cũng rất là đẹp. Trên đầu ghe thì có một hình nàng tiên cá nha các bạn nha. Còn phía bên dưới kia ở ngoài thì có một chiếc ghe nhưng mà nó cũ rồi các bạn, để đem xuống sửa lại nha các bạn. Mấy bữa nay nước ngập quá thì ghe nước vô ghe hết trơn các bạn. Con mắt này các bạn, mắt ghe rất là tinh xảo luôn các bạn, nhìn y như thật luôn các bạn, quá đẹp. Ghe cũng rất là dài đúng không ạ? Đó là hình một nàng tiên cá nha các bạn. Đây là cái bảng hiệu nha các bạn, chùa Công Phong Trop các bạn. Hoa văn rất đẹp. Hoa văn
cũng đã được hoàn thiện rồi các bạn, chỉ chờ hạ thủy đó thôi các bạn nhé. Hạ thủy nghe nói là hạ thủy vào ngày mùng 3 nhé các bạn nhé. Đây là phía sau lái nha các bạn, phía sau lái cũng rất là êm, ghe rất là thẳng các bạn. Đó, các bạn nhìn nó thôi, ghe lên màu rất là đẹp nha các bạn nhé. Đây là cái dàn chỗ để tập bơi nha các bạn nhé. Cái dàn cũng làm bằng bê tông luôn các bạn, rất là êm luôn các bạn, mà tập ở mé bờ sông luôn các bạn nhé, không có tập trong cái hồ nữa các bạn. Ở đây thì ta rất là tiện lợi luôn, có cái dàn tập kế bờ sông luôn các bạn nha. Và bây giờ để miền Tây Vlog đi quay cho các bạn xem cái dàn tập nha các bạn. Đấy các bạn, bây giờ mình đang đứng trên cái dàn tập nữa các bạn. Dàn tập thì bơi theo mé bờ sông các bạn. Phía bên trong kia thì có thuyền gồng nữa các bạn, để mình đi quay cho các bạn xem nha. Nè các bạn, ở trong đây thì này là thuyền gồng nữa các bạn nhé. Thuyền gồng rất là cũ lắm rồi các bạn, không có ai sơn sửa gì lại, ghe rất là xuống cấp luôn các bạn. Mỗi năm ghe này thường đem đi trưng bày tại con sông Metro ở Sóc Trăng các bạn, nhưng mà bây giờ để trong một cái trại mà không ai quét dọn và không ai sơn sửa gì lại, để trong đây rất là lâu rồi các bạn, không biết để từ hồi nào các bạn. Ghe thì mặn nhện thì nó dẫn tùm lum luôn các bạn, là không ai quét dọn lau chùi chân ghe, cũng rất là đẹp luôn các bạn. Tàn theo năm tháng này các bạn nhé. Mình chỉ review gì cho các bạn xem. Đây, đây là những vườn cái gẹm nha các bạn, giống như chuông gió vậy, rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà không ai sơn sửa gì lại, thấy tội cho gẹm đó các bạn ơi. Để lâu quá nó bị phai màu hết trơn các bạn. Các bạn, đây là chỗ cái đuôi ghe các bạn, cái đuôi một con gồng luôn các bạn, ghe này rất là cũ luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây các bạn nhé. Các bạn xem nhớ đăng ký để ủng hộ kênh nhé các bạn, để mình có thêm động lực làm ra những video mới để phục vụ cho các bạn nha. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.